Dù đã vài ngày trôi qua, nhưng bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ hài Anh Vũ khi đang lưu diễn nước ngoài. Hiện tại, trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, những câu chuyện và hình ảnh về nam diễn viên 47 tuổi vẫn được nhắc đến rất nhiều. Mới đây, diễn viên hài Thúy Nga bất ngờ đăng tải status nói về cái chết của đồng nghiệp thân thiết. Bà mẹ đơn thân khiến mọi người ngỡ ngàng khi tiết lộ sự trùng hợp về cái chết của nghệ sĩ Anh Vũ vào bộ phim cuối cùng anh tham gia. Thúy Nga tiết lộ, trong phim Nailbird Đại Chiến là bộ phim cuối cùng của cuộc đời nghệ sĩ Anh Vũ vĩnh biệt chúng ta mà ra đi. Trong phim, tình tiết câu chuyện đã diễn ra như thế này mà đến hôm nay lục lại điện thoại Nga mới thấy lại. Diễn viên Anh Vũ đóng vai Tommy Nguyễn. Có một cảnh nhân vật của anh Vũ quyết định tự tử và anh ấy báo thông tin cho mọi người trên Facebook là anh ấy sẽ chết tại một khách sạn tại Mỹ. Giờ ngồi xem lại hình, thật sự mình nổi hết cả da gà. Những tình tiết nhân vật của anh đóng phải chăng như một điềm báo trước, nhân vật Tommy của anh Vũ như một lời chào tạm biệt mọi người. Xin cầu nguyện cho anh mau về được đất mẹ và mong cho linh hồn anh mau chóng được siêu thoát. Khi đọc những chia sẻ của danh hài Thúy Nga, nhiều người không khỏi rùng mình trước sự trùng hợp này. Tuy không phải là chị em ruột thịt, nhưng nghệ sĩ Hồng Vân và anh Vũ có mối quan hệ vô cùng thân thiết ngoài đời. Kể từ khi biết tin đàn em đột ngột qua đời tại Mỹ, Hồng Vân đã chạy đôn chạy đáo, vận động quyên góp giúp gia đình đưa thi hài anh Vũ về nước. Cách đây ít giờ, nghệ sĩ nhân dân sinh năm 1966 vừa chia sẻ câu chuyện gặp lại đàn em bạc mệnh trong giấc mơ tối qua. Cô kể, lúc 11 giờ tối, sau khi từ sân khấu Super Bowl trở về, Vân mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ mệt, Vân thấy em về mặc chiếc áo sơ mi có ánh tím caro. Em đứng đó nhìn chị ngủ mệt với vẻ mặt hơi hờn giận. Giật mình thấy em, chị mừng rỡ hét lên, trời ơi, Vũ hả? Sao đứng đó không đánh thức tôi? Em vẫn nhìn và chẳng trả lời. Bỗng cổ họng chị khô khốc vì nhận thức được Vũ của chị đã không còn nữa. Giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ là 1 giờ 30 phút và trên iPod là hàng loạt tin nhắn của group Hoài Tâm, Việt Hương và Leon về việc hoàn thành nốt thủ tục giấy tờ ở Việt Nam cho em. Chị và mọi người đã bàn bạc tới 3 giờ sáng đó Vũ. Chả tin là em đã mất đâu và chắc em cũng chưa biết là mình đã mất. Nên giấc mơ hôm qua, chị hiểu là em muốn hai điều. Thứ nhất, phải cho em về nhà thật nhanh. Thứ hai, em thích cái áo mà em cho chị thấy phải không Vũ? Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm, cô đã tìm được chiếc áo mà người em thân thiết thích để làm ảnh thờ theo di nguyện. Là người cùng tham gia chuyến lưu diễn tại Mỹ với nghệ sĩ Anh Vũ, Minh Luân vô cùng sốc khi biết được tin dữ. Được biết, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, nam diễn viên đã lên máy bay gấp nên anh biết tin muộn hơn mọi người. Cách đây ít giờ, Minh Luân bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái dài, kể lại giấc mơ kỳ lạ đúng đêm nghệ sĩ Anh Vũ qua đời. Nam diễn viên khẳng định chắc chắn không hề bị chuyện, những điều anh kể lại đều có thật. Anh kể, chẳng hiểu tại sao hôm nay tôi không ngủ được. Không hẳn là trái múi giờ đâu, nhưng không biết có phải vì tôi bàng hoàng khi nghe tin dữ về anh Vũ hay không. Thật lòng em không nói xạo, em cũng không dám đăng tin trên Facebook, chỉ đăng Zalo rồi mọi người kêu em đăng chia sẻ. Vì em nghĩ sẽ có nhiều người đọc và hiểu sai về em, sẽ cho rằng em thêu dệt thêm mọi chuyện đã rồi. Nhưng thật sự, lúc tối ngày 1 tháng 4, nằm ngủ trên máy bay từ Los Angeles về Tây Bi, em đã nghe tiếng anh Vũ gọi từ rất xa và tiến sát lại gần em. Anh muốn nói với em cái gì đó, trong ánh mắt như cầu khẩn một điều gì đó. Muốn nói nhiều thứ nhưng không nói được, miệng cứ lắp bắp rồi khuất xa dần với gương mặt đen sạm, ánh mắt trắng xóa với tròng trắng khác thường và đầu tóc xoăn như sợi mì ý, rồi anh biến mất. Khi tỉnh giấc, tôi cầm ngay chiếc điện thoại, nhưng rất tiếc trên máy bay không có internet nên đành chịu. Thường thì tới Tây Bi, tôi hay thích sạc pin lắm, nhưng không hiểu sao lại thôi thúc tôi cầm cái phone lên ngay và nhận liền những tin nhắn dữ về anh Vũ. Tôi bàng hoàng lắm, không hiểu vì sao, chuyện gì đang xảy ra, thông tin này thật không, và giấc mơ ấy muốn nói lên điều gì. Tôi hoang mang và khóc ngay lúc ấy. Khi về đến Việt Nam thì mọi việc đã rõ ràng. Giờ tôi chỉ biết cầu mong anh hãy yên nghỉ bình an nơi vĩnh hằng, nhưng cũng cầu mong anh
hãy hiện hình về cho tôi gặp lần nữa và hãy nói hết những gì cần nói đi anh Vũ. Vì tôi và anh không những là anh em cùng sân khấu mà là hơn anh em ruột thịt. Bởi không có anh động viên thì tôi đã về quê lâu rồi, từ năm 2007. Lúc đó em trượt trong một cuộc thi diễn viên điện ảnh triển vọng. Trong tuyệt vọng, anh đã chửi tôi là người ta càng vùi dập em thì em phải mạnh mẽ lên. Người ta muốn em về quê thì em phải ở lại Sài Gòn để chứng minh cho họ thấy là em có năng lực, muốn phát triển sự nghiệp. Và em đã làm được, khán giả đã nhớ và biết đến em rồi. Nhưng khi em chưa trọn tình nghĩa và đền đáp thì anh đã ra đi, đi không lời từ biệt. Em là người em của anh thực thụ, kết nghĩa với anh Vũ rồi và làm tròn bổn phận của người em đối với anh rồi. Nhưng sao em vẫn thấy nợ anh ân tình, nợ anh lời chào tạm biệt và nợ anh giây phút ngồi cạnh anh lúc nhắm mắt lìa đời. Anh Vũ ơi, tạm biệt anh trai nhé, và cầu mong anh hãy trở về quê hương, yên nghỉ nơi vĩnh hằng, không còn lưu luyến gì nơi trần thế nữa.